hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai dòng chuột DI10 và DI11 của thương hiệu Elecom, một thương hiệu phụ kiện nổi tiếng đến từ Nhật Bản, và sản phẩm của thương hiệu này đang được phân phối tại Việt Nam độc quyền bởi công ty Song Tấn. Thì nhìn chung về phần chức năng thì hai sản phẩm này không có gì khác nhau cả, nó chỉ khác nhau về size thôi. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem nhé. Đầu tiên là sản phẩm DI10. Sản phẩm chuột DI10 này được kết nối với thiết bị bằng receiver và đi kèm với sản phẩm có thêm một cục pin nữa. DI10 khác với DI11 đó là DI10 là chuột có kích thước size S rất là nhỏ gọn ha. Các bạn có thể thấy khi mình đặt trong lòng bàn tay thì nó nhỏ gọn trong lòng bàn tay của mình thôi. Thì sản phẩm này phù hợp với các bạn có nhu cầu sử dụng chuột nhỏ gọn. Nhìn tổng quan về mặt thiết kế thì nó cũng giống như những dòng chuột của Elecom trước đây, với thiết kế cong vòng hơi biệt về phần phía đầu trước ha. Thì thiết kế này sẽ giúp các bạn khi sử dụng lâu sẽ không gây ra mỏi tay, bởi vì nó phù hợp với khung xương bàn tay của mình. Phía dưới chuột đây là nắp pin ha. Thì các bạn lưu ý thì dòng chuột này sẽ sử dụng loại pin 3A nhỏ gọn hơn so với dòng pin 2A ha. Ở đây mình cũng có cổng để cúp cái receiver khi mà mình không sử dụng tới, và nút on off để các bạn khi không sử dụng chuột nữa thì mình sẽ tắt đi cho tiết kiệm pin nhé. Sản phẩm chuột này có rất là nhiều màu sắc để các bạn lựa chọn ha. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về con chuột DI11. Đây là sản phẩm của chúng ta. DI11 này khác với con DI10 đó là size M. Sách hướng dẫn bằng tiếng Nhật. Cũng như chuột DI10 thì đi kèm với con sản phẩm DI11 này là một cái receiver và một pin nữa ha. Đây là size M. Các bạn có thể thấy là nó sẽ to hơn size S của DI10 một chút xíu, và nó phù hợp với kích thước lòng bàn tay của mọi người hơn. Đây. Cũng như DI10 thì phía dưới này nó sẽ có cổng để các bạn cất cái receiver. Đây. Các bạn có thể nhét vô như thế này. Với thiết kế rất là vừa vặn thì các bạn có lắc như chăng nữa thì cái receiver này cũng sẽ không bị rớt ra ha. Tương tự như DI10 thì con chuột này cũng sử dụng nguồn pin là 3A nha. Đây là nút on off. Các bạn lưu ý là nếu như mình sử dụng xong mà mình không tắt off đi á, thì con chuột của các bạn có thể nhanh bị hết pin hơn so với bình thường. Thiết kế của nó y chang, cũng không khác gì mấy so với con DI10 cong vòng, và khi các bạn sử dụng lâu sẽ không gây ra mỏi tay ha. Thì sản phẩm này cũng có rất là nhiều màu sắc để các bạn lựa chọn. Theo mình đánh giá thì con chuột này với độ nhạy 1000 dpi này và khoảng cách kết nối đến 10m thì rất là phù hợp cho các bạn sử dụng văn phòng. Cảm ơn các bạn đã xem clip này và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau nhé.